với vai trò là trung tâm đào tạo sĩ quan cao cấp của quân đội và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, diện Trung ương quản lý. Trong thời gian qua, Học viện Quốc phòng đã luôn nỗ lực, phấn đấu, bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách về quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Học viện Quốc phòng đã tiên phong đi đầu trong việc tổng kết lý luận, nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn đất nước, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, sự phát triển của lực lượng vũ trang để bổ sung vào nội dung chương trình huấn luyện đào tạo, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang. Học viện cũng chủ động nghiên cứu khoa học, tích cực đóng góp vào công tác lý luận của Đảng và quân đội, góp phần nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và phát triển, hoàn thiện đường lối quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Ghi nhận những nỗ lực và thành tích của Học viện Quốc phòng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, dựng nước đi đối với giữ nước là quy luật tồn tại, phát triển, mang tính chân lý của dân tộc ta. Trước bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những bất ổn, khó lường, thì công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đất nước càng có vai trò quan trọng. Về nhiệm vụ trong năm học mới, Chủ tịch nước yêu cầu Học viện Quốc phòng tiếp tục tạo đột phá trong giáo dục, đào tạo, nhất là đổi mới chương trình đào tạo, trên cơ sở nắm chắc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đất nước và thực tiễn các phương thức tiến hành chiến tranh trên thế giới hiện nay. Học viện Quốc phòng cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết lý luận và thực tiễn, cập nhật kiến thức mới về khoa học quân sự hiện đại, nghiên cứu và dự báo tình hình để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.